Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video mình sẽ hướng dẫn giới thiệu cho mọi người một chương trình hay góp nhận hai token có cái hiệu là FILV coin. Một cái token này nó sẽ niêm yết trên sàn giao dịch BNC hoặc là Huobi nha các bạn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình mở claim cái này mình, các bạn chỉ claim các bạn mở địa chỉ với chút wallet của mình ra nha các bạn. Con này chạy cũng trên nền tảng TC 20 thôi các bạn ấy. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Các bạn con này lý sàn BNC thì giá khá là cao đó các bạn, nên các bạn cứ việc làm các bạn. Rồi các bạn mở ra nè các bạn. Các bạn xuống đây thì một màu xanh này kêu join airdrop. Còn các bạn xuống đây thì các bạn chỉ việc bắt cái địa chỉ ETH của mình vào đây nè các bạn. Chọn dán vào một cái đây nè. Rồi các bạn bấm vào mục đỏ đỏ nè các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót dán chút xíu nha các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã nhận được hai token FC. Đây là con chắc của nó nè các bạn. Rồi để mình kiếm một liên ghép cho tất cả các bạn nha các bạn. Phan các bạn chờ chút xíu mà. Con này còn 3 ngày 7 giờ 24 giây gì nữa nó sẽ kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn. Rồi đây là cái link ghép của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn copy cái link ghép này và chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token nha các bạn. Vậy video mình đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Mình không dám chuyển qua tiếng Việt sẽ bị lỗi.